8, 6 1 phần 2, 7 1 phần 2, 8 1 phần 2 các kiểu. Thì có một số nơi nó lại ghi là chỉ sai là chiều dài 255, 260. Vì thế, đó, cái chiều dài đó là chính là thứ mà chuẩn nhất là chúng ta có thể theo được. Còn nếu mà chúng ta bảo sai 40 là hàng Việt Nam, nhưng mà có một số đôi ý nó ghi là sai 40, nhưng lúc mà mang ấy, thì thậm chí 42 nó mới vừa. Chào các bác nha, hôm nay sẽ là một video dành cho anh em chuyên đi săn nghệ đây. Những đôi giày em giới thiệu hôm nay sẽ rất là nghệ thuật, và nói chung là nó là những đôi giày mà dành cho anh em biết chơi, nó không phải dành cho số đông. Đó là một số đôi Tassel Loafer hay là QT Tassel Loafer ở phía kia. Thì em sẽ giới thiệu bắt đầu từ đôi này. Hôm nay chúng ta sẽ có 5 đôi. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với đôi đầu tiên nhé. Đây chính là một đôi Florsheim Shoes. Florsheim Shoes như các bác đã biết, nó là một đôi giày thương hiệu của Mỹ. Florsheim là một thương hiệu được thành lập ở Chicago vào năm 1892. Thì từ cách đây là hơn 100 năm rồi, thế mà người ta đã tạo ra được một công ty giày. Tại sao ban đầu người ta lại dùng da để làm giày? Tại vì các bác biết không, các bác có thể quan sát đôi này để tìm cho mình câu trả lời. Đó là cái lớp da ấy, thứ nhất là nó rất là bền, bền lâu. Và chúng ta có thể làm nó ngày càng đẹp hơn với các kiểu màu sắc. Rồi đặc biệt ấy, là nó mềm và dễ bảo quản. Với những lớp da đẹp như này thì chúng ta đi vào bẩn ấy, thì chúng ta chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhẹ là nó sẽ trở về trạng thái đẹp ban đầu. Chưa kể đến việc là chúng ta có thể dưỡng rồi chúng ta làm cho nó các thể loại. Thì đây là một đôi Florsheim dài 39, da màu burgundy và Oxford cap tu, dáng giày rất cơ bản và kinh điển, gần như là ai cũng cần phải có một đôi như này để chúng ta đi làm, đi họp, đi hành các kiểu. Đôi này thì cấu trúc tốt, bao gồm là cái đế da này, đế da khâu, đế da, và hàng này là đế da được khâu, các bác quan sát này, phần khâu rất là đẹp. Thì đế da là khâu, rồi phần upper được xử lý bề mặt tốt. Các bác có thể dùng đôi này cho nhiều cái sự kiện sang trọng, không vấn đề gì hết. Đôi này size 39 nha các bác. Bây giờ đây là lòng lót của nó này. Đấy, Frostem. Đây. Đấy, tag thương hiệu. Thì đôi này là size 39, Frostem. Các bác có thể inbox với tin nhắn để bên em báo giá cho các bác. À, chốt hạ chốt đơn, giá em sẽ báo lên màn hình luôn. Tiếp theo là một đôi Clarks. Với những anh em đã chơi rồi thì biết Clarks là một thương hiệu giày của Anh Quốc. Thì đây là một đôi giày Clarks size 41. Đôi này cái phần da upper rất là dày, có hai lớp da upper dày và êm, vì thế nên là cái đi vào cái phần mu chân của chúng ta sẽ không bị đau. Đấy, nó thiết kế kinh điển, rất là đẹp. Những kiểu loafer này thì nó bình thường chúng ta có thể dùng mà không gặp vấn đề gì về về về, về việc là trang phục, tại vì nó rất là cơ bản. Đây, cấu hình tốt, cấu hình đế da, các bác xem đế da này. Clarks là giày của Anh Quốc, bây giờ nó rất là lớn rồi, vì thế nên là một số mẫu giày sẽ được sản xuất bên ngoài nước Anh, ví dụ như Ấn Độ hay là ở đâu đấy. Thậm chí là có một số model Clarks là được sản xuất ở Trung Quốc, những kiểu sneaker. Thì có điều là đây là một đôi giày đế da. Đấy, đế da nguyên bản. Và đây, Clarks. Lòng lót bằng da hết. Rất đẹp. Các bác chốt đôi này thì inbox cho em trên Facebook hoặc là trên tin nhắn nha. Đó là đôi số 2, đôi D2, bây giờ sang đôi D3. Đây, đây mới là hàng cho anh em đi săn nghệ đây. Đôi giày này là một đôi QT Loafer. Đấy, QT là để chúng ta mô tả cái phần này. Đặc trưng của liệu giày QT Loafer, con này cũng size 41, được phối hai lớp là da đan và da trơn. Hai lớp này, và đặc biệt đôi này em thử mang vào chân rồi, đi rất là cảm giác rất là tốt. Thì các kiểu QT Tassel Loafer dành cho, lúc nãy em bảo là không dành cho số đông, tại vì một số anh em biết phối đồ, biết chơi giày thì mới dùng đến, thì mới có thể dùng được những kiểu này. Nếu không thì nếu mà không biết mang ấy, không biết phối đồ thì mang những đôi này trông rất, trông nó sẽ không được tối ưu cái vẻ đẹp, và trông da da bóng bánh luôn. Da đan này thì gần như là hạn chế tối đa khả năng là bị nhăn hay bị gập gãy, đặc biệt là phần vam giày chỗ này. Đấy, tassel rất là đẹp, đương nhiên là đế da và cũng là đế da khâu. Đây là một đôi giày được made in Spain,
Tây Ban Nha, hàng châu Âu các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng. Đây, thương hiệu của nó đây. Con này size 41. Này hàng Tây Ban Nha nha các bác. Tiếp theo đây là đôi số 3 và bây giờ chúng ta đến với đôi số 4. Số 4 là một đôi, đấy cũng là một đôi tassel loafer size 10 1/2. Nếu mà quy răng size Việt Nam thì chúng ta có thể mang cho size là 44, 43.5 đến 44, size 10 1/2. Đây là đôi tassel, cũng là tassel loafer để da da khâu. Thì các bác lưu ý cho em ấy là cái size giày thì thường ấy, thứ duy nhất mà chúng ta có thể tin được vào cái size giày đó chính là cái chiều dài bàn chân của chúng ta. Nếu chúng ta mà có chiều dài bàn chân là chúng ta phải đo thì mới lúc mà đi mua hàng chúng ta không bị mua size size được. Tại vì các bác biết sao, rất nhiều thương hiệu là nó sẽ làm và nó sẽ ghi size là không có giống như người Việt Nam mình. Chúng ta có thể quy ra size 39, 40, 41, 42, nhưng mà bên nước ngoài hay là các thương hiệu khác nó sẽ ghi là size 6, 7, 8, 6 1 phần 2, 7 1 phần 2, 8 1 phần 2 các kiểu. Thì có một số nơi nó lại ghi là chỉ size là chiều dài 255, 260. Vì thế, đó, cái chiều dài đó là chính là thứ mà chuẩn nhất là chúng ta có thể theo được. Còn nếu mà chúng ta bảo size 40 là hàng Việt Nam, nhưng mà có một số đôi ý nó ghi là size 40, nhưng lúc mà mang thì thậm chí 42 nó mới vừa. Hoặc là một số hàng của Pháp nó ghi là size 40, hoặc là sẽ ghi size 39, hay là nó ghi size một kiểu nào đó, nhưng mà khi về chúng ta nếu độ nhìn size trên đôi giày và chúng ta đi vào chân Việt Nam thì chắc chắn là nó sẽ bị vênh không ít thì nhiều. Vì thế cho nên lúc các bác mua giày thì các bác nhớ là chúng ta nên quan tâm đến cái chiều dài bàn chân của mình là chính xác nhất, từ gót đến mũi bàn chân, và ông nào cẩn thận hơn thì đo là chiều rộng bàn chân nữa. Thì đây đây là đôi size Cole Haan. Đây, đôi Cole Haan này là size 10 1/2. Nó vừa cho anh em là 43.5 đến 44 là đều vừa đôi này. Thì hàng này rất là tốt. Đây, Cole Haan thì chúng ta yên tâm rồi, những mẫu Cole Haan cổ điển như này thì bây giờ không thể tìm thấy trên thị trường. Và thứ hai nữa là cái chất lượng gia công thời ban đầu nó rất là tốt, để khâu phía trong, khâu xuống, lòng lót. Thì đôi này là có một cái đặc biệt, đó là cái lớp da này, đế này đã được khâu rồi. Có điều là người ta sẽ dùng một lớp da để che đi phần phần đường chỉ phía trước. Vì thế cho nên là lớp da này cũng là đồng thời là lớp chống trơn và chống mòn luôn cho cái lớp chỉ này. Thì đây là một đôi Cole Haan size 44, 43.5 đến 44. Tiếp theo là chúng ta đến với một đôi cũng là tassel loafer. Hôm nay là dành cho anh em là chuyên dùng tassel loafer. Đây là đôi tassel loafer 44 của Bostonian. Bostonian cũng là một cái shoemaker của Anh Quốc. Đấy. Đôi này thì có lớp da cực kỳ dày, nó là màu đen rồi. Đôi này thì độ mới rất cao. Đấy. Lớp thực da đế được phối hai lớp da. Đôi này size 44 cũng là 10 1/2, có thể vừa cho anh em 43.5 đến 44. Mang cái đôi giày này thì yên tâm, anh em đi mãi nhiều năm không hỏng, 5-10 năm vẫn không vấn đề gì, nếu chúng ta biết bảo dưỡng và vệ sinh sửa chữa các kiểu. Thì hoàn toàn yên tâm là mua giày bên em thì em còn free spa vệ sinh cho các bác, thì các bác tội gì, đúng không? Đây, này dáng này rất là đẹp, dáng này tassel này cho anh em nào nghệ nghệ một tí mang hàng ngày gọi là quá là đỉnh luôn. Đây chính là đôi Bostonian Anh Quốc nha các bác. Đây, để ý này, lòng lót này, tại vì bây giờ mà nhân công nội địa của mới những nước cứng, như Anh ấy, Pháp ấy, leather Mỹ, mà nếu mà upper hàng made ra, in tại những nước nước đó thì leather giá rất lining ra, là lòng cao, lót ra và người hết, ta sẽ dùng các cái nhân công bản địa để sản xuất ra những đăng cái trưng model nào mà nó cực kỳ phải gọi là made rất đẳng in cấp. Ấn Độ. Vì thế cho nên là những cái thương hiệu giày Thì mà các thương hiệu nó giày của bán Anh trên thì toàn bây cầu giờ như nó này làm ở gia thì công ở phải Ấn sản Độ xuất là ở nước nhiều. ngoài. Người ta làm chắc chắn là sẽ không có hàng đại trà để làm cho các công ty giày lớn như này. Tại vì người ta sẽ chỉ giữ những cái thương hiệu gọi là bây giờ đỉnh chóp để người ta làm ở bên kia thôi. Bostonian. Thì đây là bốn đôi giày, năm đôi giày.
ngày hôm nay mã số vẫn là D1, D2, D3, D4, D5. Thì các bác chốt đôi nào thì có thể inbox cho shop nhé. Thì em sẽ để cái phần thông tin ở bên trái màn hình và phần liên hệ ở bên phải màn hình. Các bác thích đôi nào thì inbox cho shop để bên em phục vụ các bác. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.